Anh chào anh em. Sếp tụi anh em ạ, mình có một thông tin mật muốn tiết lộ cho anh em này. Ở đây này, cái lũ này đang làm gì không biết này. Bây giờ mình sẽ vào mình xem cái lũ nó làm gì mọi người nhá. Yeah. Mọi người làm trò gì đây? Ui trời đất ơi. Trời ơi, cái trò này trò gì? Lướt sóng à? Lướt trên dàn mướt anh như ơi, như cái sóng. Lướt sóng không? Ủa, đứng nào, em đứng lướt sóng nào. Đấy, đúng không? Ôi, 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 ôi. Ôi, ôi. Ôi, mọi người ơi, tuyệt vời chưa này. Ở nhà mình thì có cái dòng sông Mekong chảy qua nhà Amazon à, sông Amazon. Vậy cả rất có cá sấu bên dưới đấy. Ấy khổng lồ này, ui giời ơi, khổng lồ này. Ghê chưa? Spider-Man rồi lại không bảo vệ thế giới mà đây. Đi bay đi tắm. Dòng sông này lạnh quá. Ui, mọi người này. Dòng sông này có khả năng là âm 45 độ đấy. Âm 45 độ luôn. Trời ơi. Lạnh thế. Mọi người ăn nhá. Ôi, vậy đây là một chuyến picnic của anh em mình tại nhà nhá. Ui, quá là hoa quả. Ngon đấy. Anh em ơi, chỗ nhà có chỗ nào để mà picnic ăn này mình không? Chỗ mình picnic vậy mới đẳng cấp nhé. Ngon nhỉ. Mời mọi người nhá. Ngon chưa mọi người? Ngon lắm mọi người ạ. Ngon. Đáng quá rồi. Quay có mận à? Tuyệt vời mọi người ơi. Có phải có mận đây đâu. Vui quá. Này. Mận này mọi người này. Mận này nào có mận siêu to khủng lồ đến từ châu Âu ấy. Đúng rồi. Đây là táo hả? Táo. Táo. Apple. Phải không nhỉ? Apple. Apple. Đây là apple anh ạ. Ngon không? Đây là gì? Lạnh quá. Hạnh à? Đây là sông băng gì tới anh ạ? Anh cũng biết ăn được à? Lạnh quá. Lạnh quá. Đúng là đồng tông âm 45 độ các bạn. Ô ăn phá cũng ăn à? Ăn phá. Anh không biết ăn nào. Ôi em vừa ăn gì béo rồi. Ủa mà. Ăn vừa thôi chứ béo. Ngon rồi. Ngon mọi người. Kinh thật. Rủ nhau đi. Rủ nhau đi lướt sóng ngoài mương anh em ạ. Của tao. Tao. Mình có mà. Mình chạy nick trên đâu mình có được. Của tao. Ăn đồ ăn đấy là được bốn đấy. Ui giời sướng lắm anh em ạ. Ngoan thế vậy. Cẩn thận đấy. Này. Ê. Ngon rồi. Vodka. Nước vào đây ạ. Đừng cắn nước vào đây anh em ạ. Ngon thế. Ui ngon cái ngon đấy. Ui, anh xin một cái. Wow, có cái gì nhỉ? Ngon. Cá vàng, cá vàng. Cá vàng bơi bơi đi. Cá vàng này. Ui. Như bên trong là cá cam. Em móc đi anh với em ăn. Không em ăn thang rồi. Ui, con ối này siêu to khổng lồ này. Cá. Ui. Cá này, cá đang quá đây. Ui. Cá anh em muốn cá cái gì, cái gì Nhật Bản này đấy Nhật Bản anh em cũng phụ cũng gạo chịu bản nhá anh cũng phụ cũng gạo này ông ma thuật đúng ma thuật này ma thuật để em gì đấy anh chịu ngon đấy ngon ngon này ăn ối mọi người quả ối này mình mới mua ở bên Ả Rập Xê Út về ngon chưa mọi người này mấy thịt cá này ngon gì ngon ngon ăn đi. Chết nhỉ. Em ăn đi. Không ăn. Nó bảo là có phương hưởng của cậu chịu đây ạ. Cái này có khả năng là bọn mình phải đưa đi picnic cái này từ này đến sang năm luôn anh em ạ. Đấy, ngon. Anh xong mọi người nhìn đi à, một đống nước dưới kìa. Đấy. Ờ, chết rồi, tôi nhét vào rồi. Mình. Cái này sản xuất năm 1998 mà anh. Vậy á? What? What the hell? Thật á? Ui. Em thấy nè, còn em bơi từ năm 1998 đấy. Ok. Vậy là bọn em phải quay ngược lại năm 1998 để mua đấy. Vậy của em kinh quá. Kinh chưa? Nhưng ngon gì? Có cái cục đấy. Cái này có là cái nước từ năm 1998 mày để lại đến bây giờ ấy. Không, em mượn cánh cửa thần kỳ đó đi mua. Xong rồi bọn em đi về đấy bọn em mua xong rồi mang về đây. Nó phải đi thôi. Nhưng mà ngon. Không, bọn em phải nói phép bao giờ ăn sao nhỉ? Nhưng mà ăn uống kiểu này ngon nhỉ? Vâng, ngon mà. Ăn uống kiểu này ở dưới nước ngon nhỉ? Ngon lắm. Anh cái này phải ăn thêm mấy nữa rồi. Ăn trên mây đó. Vâng. Phải lên kiểu ấy à em? Chứ làm gì ăn trên mây. Mình mới nhận được cái gói này từ đến dòng sông Amazon lên anh em ạ. Ngon thế nhỉ? Được. Ngon tung ngon hết cả. Ngon. Uầy. Cái này nó làm được làm từ cái gì ra của cá sấu ở Amazon thì phải. Cái gì ra? Cái gì ra? Cái gì ra?
Thằng Nam. Rúa. Rúa không? Anh Nam ơi cho em xin bát nước chấm. Bát muối chấm. Mắm à? Mắm anh ạ, mắm. Ừ. Mắm em ngồi dưới có mát đâu. Táo rồi, táo rồi. Nhưng mà em lạnh lắm anh. Tuyệt vời nhỉ. Đây mọi người. Ôm nhau thôi đó, đó lạnh em. Ừ. Ôi, lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá. Nhầm. Đây. Quyệt. Mày, muốn giả hả? Vâng. Có lạnh như của tôi. Không có đâu. Không có. Lạnh quá. Lạnh quá bây giờ làm sao bây giờ vậy? Ăn cái này cho đỡ lạnh nhá. Con ra cá sấu với nhau. Nhưng mà các bạn nữa. Mấy cái này ở đây. Ừ, hoàn thiện. Ôi, chị ba. Mình mời các bạn ăn nhé. Mất hình tượng quá. Bà chỉ lắm nhẹp lắm các bạn ạ. Nhẹp lắm các nhìn trông. Ngon quá. Thôi đỡ bạch cơ. Hoàng yên, mình tập trung cậu quay mình cũng phải ăn mày em ạ. Ui đợi này, ăn được đi. Nhớ mồm đi. Nhớ mồm đi. Tao này ăn được quá. Không có này đâu, tao này rửa mồm đi. Bình quá. Không chị ba á. Ngon đi. Ôi, anh kia, anh vừa thấy người ta đá ở trên sông. Ôi, nhìn thấy đường mồm. Ôi, kinh quá. Ôi, kinh quá. Chó vậy. Bạn lau mồm đi bạn ơi. Ừ lắm. Cái chó này là người tôi. Tôi là người mùi cha gai. Ừ. Thì bạn gì vậy? Tôi của người con rồi. Làm sao? Ngọt hết nhỉ? Mùi đánh. Mùi ơi. Nước đáy. Mùi ơi. Nước đáy bò à. Ừ, trời ơi, tàn xương dần thôi là trời đất rồi. À, nó bị làm sao ấy, nó bị trúc độc à? Bị làm sao thế? Chết rồi anh ơi, ăn bỏ rồi không gì lại cơ. Chết đeo rồi. Tao rồi. Cái này bị làm sao ấy? Bị áo à? Tao rồi. Ăn nắm hồng áo à? Tao rồi. Cái đâu có chú à? Tại sao mà đừng ăn đi hả? Tại dương thôi, đừng cố làm gì. Anh cho 1 mít nữa. Lấy đâu ra? 5 mít rưỡi. Anh nhầm, 5 mít rưỡi. 9 miếng ổi. Còn là muốn bị cọc cạch. Thank you Vitamil. Kể quá. Khá. Tôi đây ăn không chờ ăn đâu sợ. Ôi, tao đi bơi đây, chạy với mày. Bye bye. Tôi ăn đây không chờ bạn nữa, cho tôi ăn liền. Mát thế nhỉ? Mình ăn nhiều nước chứ. Chị mẹ, chị mẹ có biết làm sáu không? Tao làm sáu anh mới xem nè, trở về tuổi thôi. Làm sáu em ếch gột đấy à? Để em lên trước ví dụ quay cho mọi người xem. Nào. Tạo sóng kìa. Đấy. Đây là sóng thần ở Amazon đấy. Sóng thần. Sóng biển đấy, anh muốn. Hả? Sóng biển đấy. Có người lạ đấy nhỉ? Có người hình như Amazon chúng mình mới có nhỉ? Bơi đi hai anh em thì bơi cho nè. Bơi ngược dòng. Chứ không có đâu. Hai ông thử bơi ngược dòng cho có được không nè? Bơi đây. Ôi, con nó trôi quá. Bơi đi. Em đổ vào đây bơi lên kia đây. Ôi, nó nó trôi quá không bơi được rồi. Sướng nhỉ, mọi người tắm sướng mát vãi chưởng mọi người. Anh không tắm à?
Anh không, anh ơi, nước chân vào chân không nặng luôn. Ê, bây giờ như này này. Bây giờ như này thì chơi một cái trò kiểu này, hai đội chia thành hai đội. Cái giường. Đúng. Cái giường là ranh giới này. Nào, chia đi. Mọi người tự chia nhau thành hai đội, trong hát nước vào nhau xem thằng đội nào chịu trước, đội chịu thua trước. Chọn luôn. Chưa không? Trời. Chọn đội đi, mọi người tự chọn đội đi. Em đội chị chưa ra. Mấy anh bốn. Những người còn lại. Có 7 người ơi. Không đủ. Anh không chơi được. Cho nên anh đau không chơi được. Thôi để làm trọng tài cho. Nào mọi người chơi đi, mọi người chơi đi nào đi lên. Nhanh, anh chơi tối đây. Anh chưa được. Bây giờ nhá. Anh 4. Anh 4. Em mới chỉ cho ra nhỏ phải một đôi. Ừ. Em nhỏ nhất em hả? Coi như là một đi. Hai đứa bọn em coi như là một. Phải hả? Đây. Anh 7 với lại anh 4 mấy sao lại sao mà sao lại lắc đầu? Thì ba đi đã thua rồi à? Chị cháu đã thua à? Anh sợ à? Mày mạnh lắm mà. Đi giải cứu đi. Nhìn đi, nhìn đi. Nào, tất cả ăn phát đang đây luôn. Gia La đang đây nữa. Gia La mới nằm ở bên đây luôn. Mới lại ăn pha. Chị ba sang bên kia. Anh bảy sang kia. Cờ này anh không hỗ trợ mày được đâu. Mày cứ nghe theo anh đi. Mày cần sao? Anh phải gắn gắn mấy với cha ra mà cái này lộ liễu quá không được, mang tiếng anh thôi, cứ chịu khó về sang anh 4 đi. Hát hát thẳng ngoài để lần khác anh để em ấy lần sau anh gắn ghép mày với cha ra cho lần này không gắn được. Ừ, lần sau ok ok sao nào, chơi đi anh, thằng ấy ở đâu không, anh về đây luôn bây giờ như thế này. Em với anh 4. Đứng bên. Ồ, 4. Em sang kia. Tụi em sang kia. Anh sang kia. Anh chạy chỗ ăn pha. Bình tĩnh, chưa chơi mọi người ơi. Anh chạy chỗ ăn pha. Anh chạy chỗ ăn pha đi. Nào, bây giờ nhé là hai chan to nhất này chấp hết mọi người. Được chưa? Mọi người đồng ý không? Bọn này chơi 4, bọn này chơi bằng cái này không chơi được. Đúng rồi. Bọn chơi bớn không chơi cái này đâu. Bảy hả? Ra đây. Đéo bọn tôi không bạn bè chứ bạn đâu. Chơi luôn đi. Chơi luôn đi. Nào anh em, Nam Trung chơi. Hai thằng này, thằng 7 này, đối đầu với cha ra là hai đứa này hết như nhau rồi. Hết như nhau rồi. Không có. Ôi, chỉ cho chơi thôi. Bảy, cứ bạn như bọn tôi. Bọn này chơi bằng đĩa không được rồi. Nhanh lên mọi người ơi. Đi chưa? Chơi nào. Bình tĩnh, bình tĩnh, nhẹ đừng hát lên. Sao đội bên kia nhiều người mà yếu vậy? Đội kia nhiều người mà yếu vậy? Đội anh 4 thua đến nơi rồi. Đội 7 thua đến nơi rồi, 7 ơi. Trời. Đội 7 thua đến nơi rồi. Ăn vợ tay anh muốn ơi. Anh chết ăn vợ đi kìa. Hai em nhà anh muốn đánh nhau rồi. Chiến tranh thế giới rồi anh em ơi. Đang xảy ra chiến tranh thế giới nha mọi người ơi. Hả? Không cứu mày được. Cái này anh mà cứu là anh chết cả anh ấy này. Chịu thua chưa? Đội nào chịu thua thông báo nhá. Nên đội anh muốn chấp thua rồi kìa. Đội anh muốn chấp thua rồi, mọi người cố lên.
Đây bếp, ăn va anh em phản bội rồi. Ăn va phản bội anh em à? Hả? Sao sao ba sao ba ba thua có thua cả hả em tại sao em lại để em dắt được mặt hả hả ui phải đâu ai ai thua rồi thôi bây giờ như này này bây giờ như này phải chơi trò này chơi trò này không hình hết thằng đằng này không chơi kiểu là không gì mấy này ai đi chơi thùng này phải không anh bốn đúng rồi mấy không ai chơi rổ nó phải không anh bốn không chỉ tát mà ai chơi đổ ấy bây giờ như này này bây giờ từng người một nhảy lên cái này lướt trên sàn mướt ấy xem ai lướt được không bị ngã. Cái này không ngã anh đi tròng chảnh vậy mà không ngã. Chấp em đi nào ăn lướt thử thôi chấp trong bị thua thì sao lướt trên mà lướt to như một con sóng rồi anh. Thua bị nó bảo là thua mấy anh đánh nhỉ trời ơi mấy anh bị đánh ồ trời vậy không có chơi đâu. Vậy thì em không có cái gì bị thiệt hại à. Chị ngã vỡ mặt đi. Đứng tại dưới ai chơi nổi vậy? Ai chơi nằm vậy chơi vậy? Ở Spider-Man. Em không được ra Spider-Man đứng. Em đừng có vậy. Anh ơi, bài nó đi mặt nước như con tao như con sóng rồi. Ok. Lướt trên mặt nước như con sóng. Xuống đây, cái đập đây đây. Xuống đây, cái đập đây đây. Em phải lướt đi. Mày không chơi thì xuống đi. Mày xuống đi. Em không lướt được thì em xuống đi, ai không lướt được thì xuống đi. Này mấy cái bát bột canh bột chấm này anh em ơi, cái này thành ra như thế này rồi. Trời đất ơi. Mắm rồi. Mắm rồi. Mày uống nước mắm đi. Bỏ xe anh em ơi. Mày uống nước mắm đi. Bỏ xe nè. Anh bốn đánh em pha. Anh bốn để em pha. Đánh được bao nào à anh? Toàn hát nước vào một. Xin lỗi đi bạn, anh pha xin lỗi đi. Anh pha xin lỗi anh đi. Xin lỗi em đi, anh không được anh. Mày, anh sai rồi. Mày xin lỗi anh đi. Anh sai rồi, anh xin lỗi anh đi. Không bao giờ dối đâu. Cha là dối bậy rồi. Em nói cho anh biết là người đàn ông trong gia đình là phải có tiếng nói. Không dối đấy nhá, không dối. Này đi ông dối. Anh ơi, ngu dốt phải trả cái giá thật đắt. Ừ đúng rồi. Như thằng Hoàng này. Ừ đúng rồi. Mọi sự ngu dốt đều phải trả giá em ạ. Mày rồi sẽ mất vợ thôi, anh là mất người yêu thôi. Nhớ, rồi sao? Bạn bè như bãi nước bột. Anh em như bãi nước bột, còn tao là nước lã. Và tao mày nhạt nhạt nghĩa vậy. Mày có đi đâu? Tất cả bọn ra, mày giữ cái này cho tao. Chụp vào. Nhanh.
Chưa trên mặt nước ra như con sóng. Ghê ghê ghê. Ai thế này? Ai thế này? Gần nhà mình tàn quét vật thôi. Anh kia. Anh biết được đấy, anh kiểm tra. Ai đấy em? Em bạn em à? Ai đấy? Ôi ôi. Quái vật, đúng quái vật rồi. Đúng quái vật anh em ạ. Đúng quái vật luôn, trời đất ơi. Quái vật thật mà. Kinh nhìn sợ vãi lại luôn nhỉ. Sợ luôn. Đấy bảo anh, đấy bảo không biết ai luôn ấy. Hay là thủy quái. Đấy xuống đi, nó xuống. Nắp đi, nắp đi, nắp đi. Nắp đi anh ơi, quái vật xuống. Bắt đầu đi rồi, lấy dép cho anh pha chưa? Lấy dép cho anh pha. Làm sao ấy em? Làm một ếch à? Có phải dưa kìa. Có dưa đây. Có dưa này. Trời ơi, làm sông mê cốc. Ngăn là miếng nhục. Miếng nhục là miếng ngon em. Miếng nhục là miếng ngọt. Không được ăn. Ngấy. Ờ, thả nước cho anh Bảy. Thả anh em thả. Thả nước đất ạ. Thả này tôi chỗ. Ơ, anh Bảy ăn nước đi. Uầy. Uầy. Quả dưa này sao lại còn thế này? Nè. Anh ngủ đi. Chú ngủ đi. Có bạn như tôi mà. Ôi, anh chỉ tới. Anh nhớ không đi. Đi. Nặng không? Anh đang gì đi? Mày nặng không? Anh không nhớ đâu, kệ mày. Anh ngu à? Sao anh ngu? Anh ngu lắm. Vào bãi xem mà. Trời ơi người tao. Ê, đặt một cái liệm này. Ông bị bắn. Ai có mấy cục bị bắn nhá. Ghê ghê ghê. Mát quá. Đi sướng nhất là ăn phao rồi trời đất ơi. Ê anh cứ để lại con dâm, cứ để dâm 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 dâm. Ê giúp tao ơi, giúp tao ơi. Ăn phao cứ nằm yên đấy đi, để anh mày nằm yên đấy không được gượng quậy, để nếu mà không dụng thì em mới thắng. Còn không dụng là em thua. Em chỉ cần ngồi lên thôi để em thua. Ừ em mà ngồi lên em thua. Anh Bốn mạnh lên, anh Bốn ơi. Nó bán ngồi kia rồi. Không anh cứ lấy đi anh. Đấy em. Đấy là. Rồi. Anh cho nằm đi. Đấy nằm chắc. Cho mày bám chắc. Cho mày bám. Bám ơi. Nhường nó bám anh Bốn ạ. Được chưa? Rồi. Chưa đây. bắn từng đợt đấy vậy. Ngồi lên là thua rồi đúng rồi. Mát rồi. Mát rồi. Mát luôn. Ai cứu được mày nữa. Anh Tuấn ơi. Chơi. Tập trung đi. Mày đi vào chưa đây. Mày cái gì chưa. Ê kinh quá. Ê. Ê. Cứu tao. Chú Bảo ơi cứu tao. Tại anh nó bị bên đây. Tập trung với mày đi. Anh đi. Ngon em đây. Thằng bốn. Wow. Anh được lắm. Ăn vào cúi xuống. Ăn vào em cúi xuống. Anh hết anh Bốn đây. Anh vào em hết anh Bốn đây. Anh tỏi luôn. Anh tỏi luôn.
anh ở đây cơ. Tí em lại đi. Em lấy đi. Anh trả đi. Anh bốt. Ôi, để thằng này ăn nhiều thế. Ăn vừa thôi. Ôi mở đôi đằng lên, anh nhớ em ngửi ngương rồi. Mở đôi đằng lên. Con này, lão lên. Ra ra, đi ra. Làm thịt ếch đi anh em ơi. Vũ khí của tao. À, anh mày đi lên. Ê, phải chân rồi. Anh mày đi lên. Anh mày đi lên trên kia đánh nhau đi. Ôi giời ơi. Mày ấy, mày cứ đứng cái chỗ giữa chỗ người ta đánh nhau làm gì? Anh mày lên trên kia đi. Mày đi làm việc đó đã là. Chỗ này để em dùng thôi. Lên trên kia đi. Không, chỗ này đánh nhau thích hơn. Anh bốn ơi. Vui quá mọi người ạ. Mình trên bờ. Anh nhớ nhá. Mày định một mình mày rồi chống chọi lại tất cả mọi người đây à. Em nhớ đây. Thôi để đâu. Nhìn đậu này quá. Ây da. Em nhớ tay rồi. Em ơi mày lên đi. Nhớ nó hát lên vừa rồi. Mày lên bờ đi. Lên đi. À đâu. Anh bốn. Làm sao. Ui trời. Hai đứa con người này ngồi lên là gãy không gãy mất tích chứ. Gãy mất tích chứ. Gãy mất tích chứ. Gãy mất tích chứ. Gãy đền nhá. Gãy đền đấy. Gãy
gãy rồi, gãy rồi, đau rồi. Không gãy được. Sao cái con lộn này nặng quá. Em tớ ơi. Em nhẹ mà. Mấy con lộn này nặng quá. Không nhẹ mà. Anh kéo mình đi, kéo đi. Được. Mừng mừng đấy, đấy đấy mày mày đây, đấy mày nó mày hay không? Nhẹ ôi này, sóng lên cả luôn này, sóng lên cả đây luôn này, sóng lên luôn này, sóng lên luôn. Vậy có anh có sợ cạn mất nước ở nước mương này, nước cống nữa, anh nhầm nước sông này không? Làm như vậy đấy, nước nó hắt lên đây mày hay này. Nhây, làm như vậy đây này, cái mực nước nó dưới xấu này mà vắt vào mình làm quả cái. Lưu lượng sông này nó thay đổi dòng luôn. Ấy làm quả sóng to luôn. Thôi đĩa. Thôi thôi thôi. Cứ đi đây, cứ đi đây nè. Cứ chơi đi. Đây em, thế em bám thế. Chà ra ngồi xích lên trên đầu kia kìa. Rồi trốn mấy cái đĩa anh em ạ. Được chưa? Lát nữa như này anh muốn rồi. Lát nữa bắt Chara mới ăn pha phải đẩy bọn anh nữa. Không, chỉ được ngồi vậy thôi, không phải đẩy. Trưởng vậy thì bọn em á, bọn em khôn thế. Bọn em bị em, bọn em phải được ngồi vậy chứ. Mày tính gì? Mày to như con lợn đi. Cái gì vậy? Không to tí nào cả, anh thay nhỉ? Ai đấy cũng phải to như hai con lợn đấy. Đi, lấy chân đi. Nào, sóng lên nè, sóng lên nè. Ui, vui thế mọi người ơi, vui chưa này? Vui thật đấy, này vẫn chơi được mà. Hai đứa chúng mày béo như hai con lợn ấy, làm gãy cả cái giường của tao rồi. Mày phá giường của anh rồi, ăn vào. Nhà anh rồi, ở đây em. Mày đi trả treo không? Ăn vào được nào. Anh gặp chân đường lại đi. Ai đưa cho mày nhờ con lộn lên nặng lắm. Anh gặp chân đường lại đi. Được rồi, không gặp được chân đường này. Nó bị buộc đây rồi. Gặp được mày. Là ngồi gãy giường anh em ạ. Đã giường hết rồi. Đâu, nhấc giường ấy xem nào. Khai mẹ, anh đang nặng. Khoảng chết đi xuống. Anh nặng, anh đi ra đi. Anh đi ra, anh cút đi. Này, gãy tôi, cái giường ở giữa rồi. Còn mình ngồi tiếp, đi ra. Đấy là ngược lại ngồi lại anh. Hai đứa báo này, gãy giường luôn. Nào, làm tiếp đợt sóng ấy, xem có còn sử dụng không à. Sao cái này chìm, anh thích chìm nghỉ bằng chút mặt nước rồi nhé. Nhé. Gãy rồi anh. Gãy hẳn rồi. Bộ này bộ nó nặng quá, kéo nhai cả cái dây ra được của tao nữa. Này, tại anh kéo mạnh quá thì nó mới gãy đây. Đây là tạ, đây là chín tạ này. Bên kia một tạ này. Bên này sao nặng hơn này, thấy chỉ vẫn đúng là đất. Không, bên này nó vừa trùng ấy. Một trùng với lại lúc nãy em ngồi trên này. Không phải đâu, cho em nặng hơn. Em nặng hơn đấy. Gãy đi cho ra ngồi trên này, em ngồi trên kia. Đâu chứ ngồi đây chứ nào đâu. Này nhá. Này. Tại thằng kia nó ngồi trên kia, kia bị trùng nguyên xuống kia kìa. Đấy kìa. Anh ngồi, anh rửa ra. Nào, rồi, đu đi. Ê, non, anh ngồi rồi. Xuống mà đu đi. Đừng ngồi lên dây vậy. Nặng lắm. Tại con lợn này. Nó bị chìm đúng rồi. Chìm thôi, tại cho mày ấy, nặng như con lợn ấy. Tại con anh nói mạnh như chứ. Nặng lắm, chìm mất. Ê, sóng này không lên được bờ này mọi người, yếu hơn thôi. Hết tích rồi. Hay là cái giường này nó thấp xuống mặt nước rồi ấy nhỉ? Không phải, như là vừa rồi là có thấy cái này loạn lạc quá nên trên kia nó cắt nước rồi đấy. Rồi. Hình như ván rồi mình hất nước lên bờ nó hao nước ở sông rồi. Chắc là nó ngấm nước xuống đất hết nước rồi. Mát nhỉ? Mát đó. Tuyệt vời luôn. Đấy nước non các thứ. Qua đi. Ngon chưa mọi người?
Picnic kiểu này có cũng perfect. Anh em thử trải nghiệm như này được xem sao nhá. Nói chung là ở nhà anh em có cái sông như này không? Ở chỗ mình có cái sông như này. Thì thoảng thì có con cá mập, con cá sấu đi qua nữa. Lúc đấy thì nhà dân mấy khu dân này ra bắt và bán thịt. Chưa mấy cái này không? Mày lên mày đu lại đi. Chị uống nước no chưa? No rồi. Bám chân đi, bám chân đi. Không, bám chân ngã đi. Bám chân trượt ra đây. Hai con lộn chúng mày xuống đây. Ê, đu tao đi. Không, con anh phải đu bọn em chứ. Đi xuống đi để đu anh đi, ăn vào. Không, anh bỏ nó đi để bọn em chơi. Nhanh lên. Anh bỏ nó đi. Đi xuống. Anh đẩy cho bọn em đi. Đẩy đi, mày anh đẩy đi. Bọn mày ngồi chứ đấy, bọn anh đẩy mày hết sức rồi. Mày phải đẩy lại bọn anh để bọn anh lấy sức cái thôi. Đúng rồi. Có qua có lại chứ nhờ anh em nhỉ? Đúng, đúng không? Có qua có lại với toàn lòng người chứ. Ừ. Mà, anh cứ luôn. Anh mày... sai được cục nào đâu. Hình như nãy thấy em thấy cục, nãy anh thấy có cục nó chưa qua đấy. Anh đẩy đi. Anh đẩy đi. Người chị ra ra cơ. Hả? Vậy á? Có chưa? Có mày á. Có xì bay đó nhỉ? Anh đẩy đi. Anh đẩy tiếp đi. Sướng thế nhỉ? Vui phết nhỉ. Đừng lên trời luôn. Cho chết lục bọn đội này luôn đi. Để em bám. Anh ngồi thử sóng biển thôi. Chứ đừng tắm nước nữa. Để em bám. Tuyệt vời thế nhỉ. Mát. Cái này mà có đá đấy nhỉ, mình thải đá lá lạnh xuống đây, mát nhỉ. Làm đi chạy xong rồi. Nó 45 độ, vậy 100 độ, 100 độ mất à. Vậy chị vắng băng mất nhỉ. Nó chạy xong rồi, em lấy cái đá anh. Anh làm tiếp đi. Mệt tâm. Rồi, ô nhiễm môi trường rồi. Chúng mày làm vậy là không được đâu. Con anh cũng phá mà. Kinh động hết những con cá sấu ở dưới sông này rồi. Cá sấu chết hết rồi. Mau về ăn đi anh. Em đái ra là cá, chết cá sấu à? Không, không phải. Đập mấy con cá sấu ở bên dưới đáy này nè. Bị dập lên này, thế là nó chết rồi. Chúng đầu chết à? Mang về nướng ăn đi anh. Đúng, em móc lên đi. Chứ nó sợ não ngỏ rồi. Móc chứ có thể không? Ôi trời ơi, có á. Sợ cá sấu đi. Một sợi cỏ. Rồi mà cá sấu. Đây nè. Cá sấu hóa đá. Đá mà. Cá sấu nó hóa đá rồi anh. Không có gì em ơi. Cá sấu là tiền sử đấy. Bây giờ nó bị lú rồi mà nó thì. Đây đây đây. Rồi. Con này hình vuông. Ở nhiều đá rồi kìa. Hình vuông. Ở đây là sông quý. Em có phải là đá quý không ấy? Đá quý đấy. Gặp này bám. Ôi đây đấy nè anh này. Ừ cái hạt nhãn rồi. Không phải nhãn đâu, hạt kim cương đấy. Có hả em? Hạt kim cương ở bên trong đấy. Rồi em đi rõ rồi. Đấy là anh. Ở dưới chân anh một đống cá sấu luôn. Tôi năm nay hơn 9.000 tuổi rồi, gặp trường hợp nào nó như này. Rồi, thế rồi, thế rồi. Trời ơi, thế tiếp đi. Chơi tiếp mày xuống mày làm một anh đi, mày cứ chơi tiếp đi. Ừ, đúng rồi. Lên mà xuống đi. Nhưng mà anh, anh được. Bọn em làm anh một lần thôi nhá. Ừ. Được rồi. Chú làm đi. Để bọn em làm cho một lần thôi. Chú làm mỗi đứa một lần. Anh ơi trước, ế. Anh Ba lấy chị bảo. Anh ơi trước. Anh Ba, lấy chị bảo. Anh ơi trước. Vâng, bọn anh chết bướn. Tao nghe bọn anh chết bướn thôi. Bọn anh chết bướn phải không? Đâu chết bướn đâu, 1, 2, 3. Xong rồi, xong rồi. Đâu? Một lần.
Một lần nó phải cho lại chứ. Anh bảo một lần đây các bạn. Một lần chứ bướn. Thôi cũng lại cái mày nữa. Lắc cái này đi Trấn ơi. Không phải, một lần. Mày ơi, mày lắc đi. Mày lắc đi anh đi. Chị Trấn ơi, cố lên. Úp xuống. Úp xuống. Lên 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 lên. Lên 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 lên. Rồi hết một lần rồi. Hết một lần rồi. Thế là bọn em anh chơi nhiều quá đấy mọi người. Ngồi vào đi. Anh muốn ngồi chân á. Người ta bớt phạch. Đấy 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 anh muốn ngồi lên rồi chị ngồi đi. Không gãy nuôi. Không sao đâu gãy. Trời ơi. Gãy đất rồi đây. Hai đứa chứ mày như hai con lộn đi. Làm cái gãy giường người ta đâu còn đâu nữa. Đi. Ôi nhà mẹ này. Trời đất ơi, đã bà chụp. Bye bye mọi người nha. Bye bye mọi người. Bye bye.